Tử vi về ngày 20 tháng 12 âm lịch Canh Thìn. Xin kính chào quý khán giả của kênh Phong thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Từ xa xưa, ông cha ta mỗi khi muốn tiến hành một công việc nào đó đều chọn ngày tốt để cầu mong mọi việc được hanh thông. Chương trình tử vi hàng ngày, luận giải cát hung hàng ngày của kênh Phong thủy Gia Cát sẽ cho quý anh chị biết ngày hôm nay là ngày tốt hay xấu với tuổi của anh chị. Những công việc đại sự nào có thể tiến hành hay không nên làm gì trong ngày này. Từ đó giúp anh chị biết được nên làm gì và lên kế hoạch sắp xếp công việc được hợp lý. Để đạt được kết quả tốt nhất cho bản thân mình, hôm nay mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi phần luận giải về cát hung của ngày 20 tháng 12 năm 2020 âm lịch với sự tư vấn từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt. Quan về ngày 20 tháng 12 âm lịch. Ngày 20 tháng 12 năm 2020 âm lịch còn gọi là ngày 20 tháng 12 năm Canh Tý, tức ngày 1 tháng 2 năm 2021 dương lịch. Ngày này sẽ có nạp giáp là ngày Canh Thìn, có nạp âm là Bạch Lạp Kim, tức là kim chân đen, do Thìn và Tuất chính xung, canh dương kim khắc giáp dương mộc, bính dương hỏa khắc canh dương kim. Đây gọi là thiên khắc địa xung nên dẫn tới ngày này đặc biệt xấu đối với các mệnh chủ Bính Tuất sinh năm 2006 và Giáp Tuất sinh năm 1994. Tổng quan về tử vi 12 con giáp trong ngày 20 tháng 12 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Tý. Tý dương thủy gặp canh dương kim là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Tý nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Trong ngày có hoa cái chiếu mệnh, đây là một thần sát vừa cát vừa hung. Nếu biết nắm bắt cơ hội sẽ đạt được vị trí thỏa đáng trốn thương trường. Tuy vậy mệnh hiển quý thì khó tránh được sự cô độc. Tuổi Tý trong năm nay cần phải trực thái tuế nên cần hết sức chú ý về vấn đề thị phi trong công việc và sự nghiệp. Chính vì thế quý anh chị nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn để hóa giải những xui xẻo thị phi bùa vây và giúp cho con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc được hanh thông thuận lợi. Thứ hai, tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp canh dương kim là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Sửu trong ngày này cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. May mắn có các thần thiên ất quý nhân đóng mệnh là ngôi sao may mắn. Nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng, khí vượng. Hơn nữa vì Tý Sửu là tương hợp sẽ có nhiều cơ hội hợp tác phát triển cho người tuổi Sửu. Vì vậy năm Canh Tý 2020, người tuổi Sửu nên tận dụng cơ hội để xây dựng các mối quan hệ tốt, đặt nền tảng cho sự phát triển các mối quan hệ giữa cá nhân và sự nghiệp trong tương lai. Ngoài ra bản mệnh có thể sử dụng vòng tam giác khai vận Tị, Dậu, Sửu để chiêu quý nhân, cát lành, đem lại may mắn cho bản mệnh, hóa giải thị phi. Thứ ba, tuổi Dần. Sơn dương mộc gặp canh dương kim là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Dần nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Trong ngày có hoa cái chiếu mệnh, đây là một thần sát vừa cát vừa hung. Nếu biết nắm bắt cơ hội, sẽ đạt được vị trí thỏa đáng trốn thương trường. Tuy vậy, mệnh hiển quý thì khó tránh được sự cô độc. Ngoài ra, còn có các thần thái cực đóng mệnh là ngôi sao chủ về thông minh, ham học. Trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội thể hiện được tài năng, nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Bên cạnh đó, trong năm Canh Tý, người tuổi Dần gặp thái tuế tương sinh lại hợp quan ấn, sức mạnh đột nhiên tăng, mệnh chủ có quý nhân trợ giúp. Cần nắm bắt cơ hội này để phát triển bản thân và công việc. Người tuổi Dần năm nay nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất, sử dụng tam giác địa chi trong phong thủy để đem lại sự may mắn, tài lộc, tăng cường vận khí và chiêu mời quý nhân trợ giúp cho gia chủ. Thứ tư, tuổi Mão. Mão âm mộc gặp canh dương kim là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Hơn nữa tuổi Mão năm nay cùng với thái tuế Tý, Thủy hình thành Tý Mão vô lễ chi hình, các mặt vận thế sẽ có nhiều thay đổi. Năm nay bị ảnh hưởng bởi hình thái tuế và sao lục hại, đối với quan hệ xã hội, sự nghiệp hay đường tình duyên của những người tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều bất lợi,
nên sử dụng vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi để gặp hung, hóa cát, chiêu quý nhân, tài lộc. Thứ năm, tuổi Thìn. Thì dương thổ gặp canh dương kim là thực thần, nghĩa là thần bị sinh xuất tiết, mất khí, nên trong ngày này các gia chủ tuổi Thìn nên hết sức chú ý và cẩn thận. Trong ngày có hoa cái chiếu mệnh, đây là một thần sát vừa cát vừa hung, nếu biết nắm bắt cơ hội sẽ đạt được vị trí thỏa đáng chốn thương trường. Tuy vậy, mệnh hiển quý thì khó tránh được sự cô độc. May mắn trong ngày còn có cát tinh là quốc ấn, đây là cát tinh chủ về tài lộc, nên những gia chủ tuổi Thìn nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có được những trợ giúp rất lớn. Nếu có những cơ hội tốt, gia chủ nên nắm bắt để có những bước tiến tốt hơn. Đặc biệt những người tuổi Thìn rơi vào năm Canh Tí 2020 tương hợp với Thái Tuế được quý nhân tương trợ, cho nên về tổng thể mà nói là vận thế không tệ. Những người tuổi Thìn năm nay vượng về vận quý nhân, để tận dụng cơ hội, người tuổi Thìn cần sử dụng vòng tam giác khai vận Thân, Tí, Thìn, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Thứ sáu, tuổi Tỵ. Tỵ âm hỏa gặp canh dương kim là chính tài, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Tỵ, nếu có cơ hội, bản mệnh cần phải nắm bắt, sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý ngày này có hung thần là Thiên La Địa Võng chiếu mệnh. Đây là sao chủ về bệnh tật, lao ngục, cho nên bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, tuyệt đối không làm những việc liên quan đến pháp luật, phạm pháp. Người tuổi Tỵ gặp năm 2020 Canh Tí, thiên can lưu niên canh kim là thiên tài tinh của Tỵ, thay tuổi Tí, thủy là chính quan của Tỵ, cho nên tài quan của người tuổi Tỵ năm nay lương vượng, sự nghiệp cầu tài đều sẽ có cơ hội phát triển tương đối tốt. Khuyên người tuổi Tỵ sử dụng vòng tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu, hóa giải hung họa, chiêu quý nhân, người giúp đỡ trong công việc, cuộc sống. Thứ bảy, tuổi Ngọ. Ngọ dương hỏa gặp canh dương kim là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Ngọ sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc, sự nghiệp cũng có tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết đối với bạn đời. Trong ngày còn có cát tinh, phúc tinh, sáng chiếu, cho nên những gia chủ tuổi Ngọ có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng, nhưng vẫn cần chú ý, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Bên cạnh đó, trong năm Canh Tí, tuổi Ngọ còn phạm phải xung thái tuế. Năm nay sẽ là một năm rất vất vả, phần hạn xấu nhất trong 12 con giáp. Nhiều lo lắng, ít niềm vui, sóng gió triền miên. Thái tuế Tí, thủy là thiên quan tinh của tuổi Ngọ, cẩn thận những kẻ tiểu nhân công kích và tránh những rắc rối, thị phi. Chính vì vậy năm nay, người tuổi Ngọ cần sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Thứ 8, tuổi Mùi. Mùi âm hỏa gặp canh dương kim là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Mùi trong ngày này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. May mắn trong ngày có các thần Thiên Ất quý nhân đóng mệnh là ngôi sao may mắn. Nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Đặc biệt vận tuổi lưu chuyển đến năm 2020 Canh Tí, người tuổi Mùi vì cùng Thái Tuế và năm Canh Tí là có quan hệ tương hại bên trong, được gọi là hại Thái Tuế. Vận trình của người tuổi Mùi năm nay sẽ dàng gặp khó khăn, trắc trở, làm việc không thuận, sự nghiệp tài vận sẽ phải chịu ảnh hưởng. Ngoài ra, khuyên gia chủ tuổi Mùi sử dụng vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi đem lại may mắn, tài lộc cả năm. Thứ 9, tuổi Thân. Thân dương kim gặp canh dương kim là tỷ kiên, nghĩa là được sự hỗ trợ, giúp đỡ từ những người thân, anh em của mình. Trong ngày có hoa cái chiếu mệnh, đây là một thần sát vừa cát vừa hung, nếu biết nắm bắt cơ hội sẽ đạt được vị trí thỏa đáng chốn thương trường. Tuy vậy, mệnh hiển quý thì khó tránh được sự cô độc. Ngoài ra còn có cát tinh thiên lộc đóng mệnh, đây là cát tinh đem đến tài lộc, tiền bạc và những may mắn, cho nên cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân. Đặc biệt, bước sang năm 2020, thái tuế Tí, thủy là tam hợp quý nhân của những người tuổi Thân, vận thế coi như không tệ, nhưng cũng không nên quá lạc quan. Người tuổi Thân năm 2020 nên sử dụng vòng tam giác khai vận Thân, Tí, Thìn có tác dụng tăng cường khí vận, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp. 10. Tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp canh dương kim là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Dậu trong ngày hôm nay, bản mệnh nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình.
Thương tật nên gia chủ tuổi Dậu cần tránh những tranh cãi không đáng có liên quan đến pháp luật, tuyệt đối tránh xa những lời mời, nhờ vả liên quan đến việc phạm pháp, giấy tờ, đồng thời cũng không đứng ra vay mượn hay ký nhận cho ai. Ngoài ra tuổi Dậu rơi vào năm Canh Tí 2020, do Dậu Kim tương phá với địa chi lưu niên của năm là Tuý Thỉ nên gọi là phá thái tuế, vận thế năm nay ảm đạm có nhiều biến động. Tuy nhiên, điều quan trọng là giữ vững tinh thần, trách nhiệm trong công việc, lấy may, giải hung. Khuyên gia chủ nên sử dụng vòng tam giác khai vận, tị, dậu, sửu, cầu công việc hanh thông, mọi điều may mắn. 11. Tuổi Tuất. Tuất Dương Thổ gặp canh Dương Kim là thực thần, nghĩa là thần bị sinh xuất tiết, mất khí. Nên trong ngày này, các gia chủ tuổi Tuất nên hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. May mắn trong ngày có các thần kim dư chiếu mệnh là các tinh phú quý. Trong ngày sẽ có nhiều tài lộc, quý nhân đến với những người tuổi Tuất. Bên cạnh đó, vận trình trong năm 2020 của tuổi Tuất có rất nhiều khởi sắc. Sự nghiệp và tài vận có bước nâng lên đáng kể, cường độ và áp lực của công việc cùng tồn tại. Để ngăn chặn sự làm việc quá sức về thể chất và tinh thần, cần phải chú ý đến sự kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi, điều chỉnh vừa phải, thái độ thoải mái và lạc quan đối với cuộc sống. Gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất để chiêu quý nhân, đem lại may mắn tài lộc trong cả năm. 12. Tuổi Hợi. Hợi Dương Thổ gặp canh Dương Kim là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Hợi, nếu có cơ hội tốt, bản mệnh cần phải nắm bắt, sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt cũng đang chờ đợi bạn ở phía trước. Trong ngày còn có hai cát tinh là Văn Xương Quý Nhân và Thái Cực Chiếu Mệnh. Là cát tinh chủ về việc học hành, thi cử, nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh hanh thông. Hơn nữa, những người sinh năm Hợi vào năm Canh Tí 2020 gặp lưu niên thiên can canh kim là Thiên Ấn Tinh. Thiên Ấn chủ về áp lực và phiền não có liên quan đến học hành, thi cử. Lưu niên thái tuế là kiếp tài tinh, cũng có ý là tranh đoạt. Vì vậy mà trong năm nay gặp nhiều chuyện không như ý, bản mệnh nên chọn cho mình vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi thuận lợi hơn trong ngày hôm nay, tránh xa được những thị phi không đáng có, tinh thần lạc quan và vui vẻ. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải vận hạn ngày 30 tháng 12 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi và suôn sẻ hơn. Cảm ơn quý anh chị đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!